Mọi người đã đi du lịch Dubai bao giờ chưa? Nếu chưa thì chắc hẳn cũng đã nghe tới Dubai qua sách báo hoặc là những phương tiện truyền thông rồi đúng không ạ? Được mệnh danh là đất nước giàu nhất thế giới, Dubai nổi tiếng với những thú vui tao nhã, xa xỉ của đại gia như nhà dắt vàng, siêu xe, thức ăn dắt vàng và những món nội thất mà họ sử dụng đều cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Ngày hôm nay, Sơn Đông sẽ giới thiệu tới mọi người một bộ bàn ghế hoàng gia Versailles được dát vàng vô cùng xa xỉ. Mẫu bàn ghế này sẽ cực kỳ phù hợp trong không gian biệt thự đẳng cấp. Bàn ghế hoàng gia Versailles được làm từ chất liệu gỗ bích nhập khẩu. Đây là một dòng gỗ tốt được nhập khẩu từ châu Âu, đã qua xử lý và tẩm giấy kỹ lưỡng, độ ẩm vô cùng nhất định. Và ngoài ra thì còn kết hợp thêm với là mặt cẩn veneer. Veneer này cũng được làm từ những chất liệu gỗ quý luôn. Đây là những họa tiết cực kỳ sang chảnh, thường xuyên xuất hiện trên những siêu xe, du thuyền hạng sang. Đối với những món nội thất theo phong cách cổ điển, những hoa văn, họa tiết đục chạm vô cùng tinh tế, sắc sảo bởi những người thợ kinh nghiệm và được dát vàng Ý, mang đến sự sang trọng, đẳng cấp cho gia chủ. Mọi người nhìn kỹ phần vải nha, rất là cao cấp luôn. Chất liệu vải này là làm 100% polyester, nhập khẩu trực tiếp từ Indo. Rất là xịn sò luôn mọi người. Những bộ đệm được làm từ quyển vải này đều tạo ra một phong cách hoài cổ và sự sang trọng cho không gian phòng khách. Nhìn tổng quan, nếu đặt bộ bàn ghế này trong không gian nội thất sẽ mang đến sự sang trọng và là điểm nhấn của phòng khách. Tổng diện tích sử dụng của mẫu sofa này là khoảng 30m² cho một bộ gồm 6 món, một đảng dài, một bàn trung tâm, hai ghế đơn và hai đôn tròn. Thiết kế nệm nên khi ngồi sẽ có cảm giác rất là êm ái và thoải mái, cực kỳ rộng rãi. Chất liệu vải cao cấp, rất là dễ dàng trong quá trình vệ sinh. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội thì mẫu sản phẩm này cũng có một nhược điểm nho nhỏ. Vì là vải nên nuôi thú cưng sẽ dễ bị dính lông. Về phong cách thiết kế, bộ sofa này rất khó để phối trong không gian nội thất. Nhưng nếu biết cách bày trí, mẫu sản phẩm sẽ cực kỳ nổi bật và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách tới thăm nhà. Nếu quý khách hàng quan tâm đến mẫu bàn ghế hoàng gia Versailles ngày hôm nay thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0862092 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Ngoài ra, tại showroom của đồ gỗ Sơn Đông còn trưng bày rất nhiều món nội thất từ bình dân đến cao cấp ở địa chỉ 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đến với nội thất Sơn Đông để sở hữu những món nội thất ưng ý nhất.